skin sống vẫn chưa mua. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là sau bao ngày mình đã kiểu ở trong quân đội mình kiêng ăn cái này, mình không được xài tiền rồi toàn là ăn ở trong căng tin của quân đội các này kia, là mình sẽ lên shop của cô Ngân để mình kiếm thêm kim cương. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ dùng 30.000 kim cương để mình quay skin sống, tại vì hôm qua mình ở Hà Nội thì mình thấy skin trong đây có rất nhiều mà mình chưa có, nào là K98 nào nè, quá trời cái này mình chưa có luôn. Cho nên hôm nay mình sẽ tự thưởng cho bản thân, nhưng mà kiểu tự thưởng nhưng mà kiểu muốn tiết kiệm tiền á mọi người. Cho nên là mình phải làm cách nào để mà để không cần tốn nhiều tiền mà có nhiều kim cương. Thì mình sẽ quyết định là vào shop của cô Ngân để mình kiếm thêm kim cương. Mọi người nhớ lên shop của mình ủng hộ nha. Kiểu mình ở trong quân đội á mọi người, mình không được ăn mà mình cũng không được làm việc, cho nên là mình đang kiểu thiếu tiền á mọi người. Cho nên mọi người nhớ lên shop cô Ngân TV.vn để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình cũng sẽ lên shop để mình kiếm thêm kim cương về quay nguyên cả kho vũ khí này nha mọi người. Ok, let's go. 30.000 kim cương. Mình đã quay trở lại với shop của mình rồi, shop chính chủ của YouTube của Ngân TV. Mọi người nhớ lên đây ủng hộ cho mình nha. Thì hôm bữa để coi thử coi có cái gì mới không. Hôm bữa mình đã vòng quay tuyệt bãi biển 20k. Ngoài ra còn có là bingo Tết thiếu nhi, vòng quay mùa hè sôi động 19k. 19k có nghĩa có lẽ như là rỉ, cho nên mình sẽ quyết định là mình dùng cái rỉ rỉ thôi mọi người. Ở trong quân đội mình làm gì có kiếm được tiền, mình đâu có livestream, mình đâu có quay clip được đâu. Ai da, mình sẽ quyết định đó là vòng quay mùa hè sôi động 19k nha mọi người. Thì thể lệ ở đây là một lượt quay là 19k. Ok, bắt đầu nha mọi người. Ở đây có là dưa hấu nè, kim nè, súng nước. Ui phao, được thế nhờ. Có cả truyện Doraemon nữa mọi người. Được của nó. Quay lần đầu 19k. Có 19.000 à mọi người. 9.999 kim cương. Của cô Ngân hôm nay tăng tỷ lệ nha mọi người. Nhân ngày là mình được giải thoát khỏi quân đội sau một tuần thì nó được có tăng tỷ lệ quay lên đó mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Lần 2, 239 kim cương. Quay lần thứ 2. Quay lần thứ 2. Quẩy quả dưa hấu 19 kim cương nè ní. Quay tiếp. 7.999 kim cương. What? Đó, thấy chưa, có công mài sắt có ngày thành kim nha mọi người. Mình không biết là máy chơi game luôn á mọi người. Tiếp tục, quay. Mình sẽ kiếm thật là nhiều kim cương. Hôm nay nó giảm giá mà. À, hôm nay nó tăng tỷ lệ mà mọi người. Mình sẽ quay thật là tích cực. 9.000. À, sao nhiều kim cương thế. Được thế nhờ. Trời ơi. Trời ơi. Mọi người ráng quay trong hôm nay và ngày mai đi nha mọi người. Trời ơi, quay kiểu bị ghiền luôn á mọi người. Kiếm kim cương trong một nút nhạc. Tiếp tục quay. Nè ní. 7.999 kim cương. Được thế nhờ. Bị ghiền do mình tốn hết bao nhiêu tiền rồi vợ. Nãy mình có 1 triệu đúng không? Ờ, mình tốn 100.000 rồi mọi người. Mà quá trời kim cương luôn. Trời ơi. Bình tĩnh. Ok, bây giờ mình sẽ rút kim cương nha mọi người. Lịch sử đẹp. À, lịch sử. Rút kim cương. Rút kim cương. Trời ơi, mình chỉ rút là 20k thôi nha mọi người. Ok. ID của mình là 9394026. Let's go. Bây giờ mình sẽ vào ạc xem là kim cương đã vô chưa nha mọi người. A few moments later. Kim cương đã vào rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ quay nha. Mình sẽ quay hết skin sống này. Mình có 33.227 kim cương lận mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ quay. Quay lâu rồi. Vòng quay vũ khí đúng không? Bao gồm sẽ là Goroza nè, K98 nè. Trời ơi quá trời súng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11 khẩu. Ok. Thì như ban đầu là mình sẽ nhấp liên tục vào khẩu súng mà mình muốn quay. Lèm. Nhưng ồ, không có ta cái gì luôn. Đậu xanh nó toàn 24 giờ luôn mọi người.
Nên ý 24 giờ. Phát nữa coi. Ra đi, ra một khẩu gì coi nào. Ồ, sao nó không ra, nó rung mà nó toàn ra 24 giờ luôn á mọi người. Nani, xui gì trời. Blame. Rồi xong, nghiệp rồi. Blame 24 giờ. Ra đi. Toàn 24 giờ ý. Nani. Không có ra một khẩu gì luôn. 3.000 kim cương rồi. 3.000 kim cương rồi đó mọi người. Nani. K98. Một khẩu K98 màu xanh thôi cũng được. Một khẩu thôi. Nani. Mình mở hết mấy cái này coi thử có cái gì xịn xịn không. Được thêm mấy cái vé quay miễn phí nè. Ít một phát nữa coi. 24 giờ hao tu. Ra đi, ra cho tôi mừng đi. Mẹ đi, sao toàn 24 giờ vậy ta. Kỳ trời. 80 lucky rồi. Rồi xong, xong mấy khẩu kia nó cũng khó ra dữ. Ta chắc phải đi mồi chài chiếc gì rồi thì nó mới ra được. Ok, mình sẽ đi qua vòng quà vàng. Mình nhấp một lần miễn phí. Sau đó mình quay về vòng quay vũ khí. Mình nhấp ít môi. Không ra luôn. Cái kỳ á. Được thế nhờ. Không phải hộp vàng mà nó cũng ra mọi người. Rosa thách thức ra rồi nha mọi người. Được thế nhờ. Được của lỗ. Nhưng mà bây giờ mình còn phải thêm mấy khẩu này nữa. Ok, ít một. 24 giờ mình lại quay về khẩu này. Nhấp vài lần. Ok, sau đó mình về vòng quay vũ khí. Ít môi. Ồ, nè ní. Lại không ra rồi. Toàn 24 giờ luôn á mọi người. Nổi không nhờ. 30.000 kim cương có ra không nhở. Lại 24 giờ. Ra đi, bật kêu á. Mình còn thêm mấy khẩu kia nữa là được mọi người. Không có ra gì luôn. Toàn 24 giờ. Khẩu K98 cũng không ra được luôn mọi người. Câu K98 ở đây là nó xuyên giáp. K98 ở đây là nó tăng 2 lần xuyên giáp lận mọi người. Được. K98 đâu? Toàn 24 giờ luôn á. Ra được XKX nhưng mà khẩu XKX đó mình có rồi. Là gì? Được thế nhờ, ra hai khẩu vĩnh viễn luôn mọi người, Famas và K98 luôn. Được. Blame 10.000 kim cương rồi đó nha. Ồ, lại ra K98 mình có rồi. Ui, nó không ra được là không ra được ta. Toàn 24 giờ luôn á. Tức tức á. Ra đi. Tôi hết tiền rồi nha. Mình lại tưởng mấy khẩu này dễ ra chứ ai ngờ nó còn khó ra hơn Roya nữa mọi người. Trời ơi, nó thêm một phát. M4A1 linh hồn vũ trụ. Được, nhận được vật phẩm hiếm luôn mọi người. Được thế nhu. Được của lỗ. Tiếp tục. Chưa có ra luôn. MB5 ra luôn rồi. Được, MB5 ra luôn rồi mọi người ơi. Giờ mình còn 1, 2, 3, 4, 5 khẩu nữa. 5 khẩu nữa, cố lên. Blim. Lại ra một khẩu này nữa mới tức chứ.
Còn mấy khẩu kia thì nó không ra. Lại ra luôn nha. Thao tu. Ồ, cái này VSX này mình có rồi. Toàn ra mấy khẩu kia luôn á. Mình còn tới 5 khẩu này mình chưa có mà. Màu xanh nhìn nó đẹp mà sao khó ra dữ ta. Tức á. Đi nhấp vài vòng vòng quay vàng coi. Rồi về vòng quay vũ khí coi. Nè ní. Khó ra dữ ta. Lại ra cây M14 này. M14 này mình có rồi. Mà lèm. Ra đi mờ, tôi hết kim cương rồi. Không có ra gì luôn. Nè ní. Ôi có ra nhờ. Đốt hết kim cương luôn đầu xanh. Tóc á. Lại ra cây rồi dế. Nè ní. Ôi. Mình muốn có mấy cây màu xanh xanh kia đẹp. Mà sao nó không ra vậy ta. Tóc á. Kỳ dở. Nè đi. Hết 30.000 kim cương của tôi rồi. Ờ còn hai khẩu này sao nó không ra ta. Hai khẩu này đẹp mà sao nó không ra. Mình thích khẩu MP5 mà. Mình nhấp một lần này nữa coi. Sau đó mình quay về vòng quay vũ khí. Mình nhấp liên tục vào khẩu này. Sau đó lên mình x 10. Có ra không? Nó cũng không ra mọi người. Sao kỳ vậy ta? M14 nè ní. Ờ, thiệt chứ. Mình hết kim cương luôn mà nó không ra. Ra đi, ra đi, ra đi. Ra đi mà. Toàn Roya luôn á mọi người. Cái khẩu kia nó khó ra dữ ta. Rồi xong hết kim cương luôn mà nó vẫn không ra. Cái kim 609 vòng quay tuần này. Hả? Hết 30.000, 33.000 kim cương mà không ra. Mình chỉ ra được 1, 2, 3, 4, 5 khẩu thôi. Còn vẫn 5 khẩu kia. Tốt á. Hết sạch kim cương luôn. Ok, clip của cô Ngân đến đây là kết thúc nha mọi người. 30.000 kim cương của mình bay trong một nốt nhạc nhưng mà nó vẫn không ra đủ skin buồn. Ok, clip của cô Ngân đến đây là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo. Mọi người nhớ lên shop cô Ngân TV.vn để mua ủng hộ cô Ngân nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.